Những sai lầm khi pha sữa cho con gần như mẹ nào cũng mắc phải. Chúng ta biết được rằng là bây giờ thì có rất nhiều em bé uống sữa công thức do là mẹ có thể không có sữa, hoặc là mẹ đi làm sớm, hoặc đơn giản là thì mẹ bị mất sữa. Vậy thì pha sữa công thức thế nào cho nó đúng? Chúng ta nên nhớ rằng là sữa công thức, mỗi loại sữa khác nhau sẽ có một cách pha khác nhau. Có loại thì cho nước trước, có loại thì cho nước sau, có loại thì pha nước nguội 37 độ, có loại thì 40 độ, có loại 70 độ. Vậy thì chúng ta chú ý là không được quên, dù bất cứ trường hợp nào, đừng nghe ai trên mạng bảo phải pha sữa A, pha sữa B như thế này, mà bạn vui lòng lấy cái sách hướng dẫn sử dụng hoặc đọc trên tem mác của hộp sữa và pha đúng như nhà sản xuất hướng dẫn. Sữa của người khác không giống sữa của con bạn đâu nhé. Đôi khi cùng một hãng, cùng một tên sữa, những cái loại sữa mà sách tay ấy, nó lại pha khác với cái sữa bán chính hãng ở Việt Nam. Thế nên là chú ý là nhớ đọc kỹ hướng dẫn sử dụng. Số 2, nó rất nhiều bố mẹ pha sữa thì tất nhiên ai chẳng biết là đến lúc mà con đói thì nó rất là ngậu, nó khóc, nó đòi. Thế là đến lúc đấy đi pha sữa thì bị chậm, đúng không bạn? Đôi khi là nước chưa đủ nóng hoặc nước lại chưa đủ kịp nguội. Là nhiều bố mẹ là có một cái tư tưởng như này là pha sữa xong rồi để đấy, để ở cái máy hâm sữa ấy, để ấm ấm đấy, nhất là buổi đêm để ấm ấm đấy, thì xong rồi là khoảng 3-4 tiếng sau, 2-3 tiếng sau con đói thì lấy ra cho con uống. Thì câu chuyện này là không đúng. Bạn hãy tưởng tượng như này, nếu bạn pha sữa sẵn xong để hâm sữa 37 độ thì khác gì bạn để thức ăn ở ngoài trời nóng 39 độ C 2 tiếng sau là thức ăn đấy nó thiêu, thức ăn đấy vi khuẩn nó đã nhiễm vào, nó có thể gây ra rối loạn tiêu hóa cho mình rồi, chưa tính là ngộ độc. Và sữa cũng như vậy, đặc biệt sữa còn chứa rất là nhiều đường và các dưỡng chất, thế nên là vi khuẩn phát triển nhanh lắm. Thế nên thay vì việc là bạn đợi lúc con khóc thì bạn mới pha, thì bạn biết con bạn khoảng bao nhiêu tiếng thì đói đúng không, thì bạn đặt đồng hồ đi, trước khi con đói khoảng 10-15 phút thì bạn hãy đi pha sữa, chứ đừng có để nguyên cái hộp sữa ở trong cái máy hâm đấy nhá, nó không hề khoa học một tí nào. Số 3, khi pha sữa đó là có rất nhiều ông bà bố mẹ là gì, trời ơi con nó gầy quá thôi pha nhiều hơn một tí. Có nghĩa là ví dụ 100ml nước bình thường phải pha 3 thìa thì bây giờ thôi pha 3 thìa rưỡi 4 thìa cho nó đặc, con ăn được nhiều hơn. Nhưng xin thưa là bổ béo đâu chưa thấy, nhưng pha như thế là hại con các bạn ạ. Sữa người ta đã nghiên cứu nồng độ rất là chuẩn để phù hợp với các em bé. Tại sao người ta phải pha sữa công thức nhưng người ta không cho em bé uống sữa bò trực tiếp, đúng không? Không uống sữa tươi tiệt trùng là vì sao? Cái hàm lượng protein, cái hàm lượng canxi ở trong sữa bò ấy nó cao hơn sữa mẹ rất là nhiều, thành ra rằng là nó có thể gây ra tình trạng táo bón, rối loạn tiêu hóa cho con. Thế nên người ta mới phải chế ra sữa công thức để pha ra để sao cho nó giống sữa mẹ. Đây bạn lại cố gắng pha để cho nó đặc hơn thì những cái tác dụng phụ như là táo bón, rối loạn tiêu hóa nó lại tăng lên, và như vậy thì hại con chứ không phải là giúp con, không phải là muốn con lớn đâu nhé các bạn nhé. Thế nên là tuyệt đối là không có pha đặc đúng công thức mà là. Và cuối cùng, sai lầm rất hay gặp của bố mẹ đó là gì? Thấy con nhà người ta uống sữa này thì thấy tốt thì cũng mua về cho con mình uống, thấy con nhà kia uống sữa này tốt thì cũng mua về cho con uống. Thực ra là gì? Với mỗi em bé sữa cũng như vậy thôi, nó là một loại thức ăn mà mỗi em bé sẽ hợp với một loại sữa khác nhau. Các bạn nên mua những cái lon sữa nhỏ, nhiều bố mẹ cứ mua cả thùng ấy, từ đã, cứ mua một lon sữa nhỏ của một loại nào đó sao cho con về uống. Nếu con không hợp chúng ta đổi ra một cái lon sữa khác, và khi chúng ta đã chọn được cái lon sữa phù hợp với con rồi, có nghĩa là con ăn ngoan này, con không bị tiêu chảy, không bị đi ngoài, không bị táo bón này, không bị nôn chớ, không bị hơi ở chua này mà tăng cân đều, thì chúng ta cứ cho con uống loại sữa đấy đều đặn đến mốc mà 1 tuổi thì chúng ta có thể đổi sang sữa tươi, chứ không phải là đổi loạn tung bậy. Có khi là một em bé tôi thấy là 8 tháng nhưng mà có khi đổi đến 5-7 lần sữa rồi thì nó không tốt cho con đâu nhé. Cái gì thì cái nó cũng phải có một thời gian để làm quen. Đó thì đó những sai lầm bố mẹ rất hay gặp, bố mẹ nhớ tránh trong việc pha sữa công thức cho con nhé.